mua bò kho. Bò kho hả? Như ông bảo bánh mì. Ủa bác, con tưởng là bác không có, bác ý là răng bác không còn nó, bác chỉ ăn chán thôi chứ bác ăn bò kho chấm ăn bánh mì. Cái nước à, chấm cái mềm ra. Còn ăn được thịt không bác? Ăn được nhưng mà mình cũng bị gì nó mềm mềm đó rồi. Mình mắc cái mắc. Nào nhỏ nhỏ mắm 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 mình quánh mới bao con cái rồi tống ra mà chứ đâu có để đâu. Dạ ông bác ơi, cho ông hỏi là bữa nay ông bác lên Sài Gòn nè. Thì chuẩn bị là ông bác đi, cái mong muốn của ông bác đầu tiên là đi bán trái cây với anh Trọng đúng không? Đúng vậy. Rồi là đầu tiên ngày hôm nay là anh Trọng đi bán thì ông bác đi theo để mà coi cái cách bán đúng không? Rồi ông bác cũng học hỏi thêm. Dạ ông bác là sắp tới là làm một chiếc xe riêng để đẩy đi bán riêng hả? Bữa nay tôi dặn rồi nó cũng đi mua luôn đó. À đi mua chiếc xe luôn ha. Đặt luôn chiếc xe rồi. Dạ. À là bác đón riêng luôn không bắt chung với anh Trọng. Đẫn đi chung nhưng mà giả sĩ nó bán xài tôi bán ổi, giả sĩ. À. Còn nó bán ổi tôi bán chuối. Nó hai cha con đụng hàng. Không nhưng mà con thấy ông bác đi bán sẽ đắt hơn anh Trọng. Con dám chắc luôn anh, giờ ông bác mà ra bán là để đắt hơn Trọng. Thì có cái gian như vậy nè, tôi thề trong lòng tôi bởi vì tôi sống dưới quê á. Dạ. Từ đó mà tôi sao nói mà sao mà thiếu về nghề tiền nhiều quá mà sao tôi cũng đi lụm mũ hoài. Cái đó cũng có cái tình gì đó bị mà... khi mình đi lụm á, như tôi đi lụm á rồi mới hiểu được. Có nhiều khi một cái bà đó cỡ chạng mình đi hay là nhỏ hơn. Có nhiều khi á mà dòng chai xà bông mà 20-30 chai vậy đó để dành á. Thì cho đúng ông đó mới được, cho không có bán. Người ta là mua có không bán là đợi ngay ông đó cho ông đó. Cái đó phải tình nghĩa không? Đồng ý bả cho, mình bán cao lắm 10.000, 20.000. Nhưng mà cả mấy tháng vậy đó rồi mới được. Mà nhiều người như vậy, từ đó mình thấy cái tình nghĩa. Cái đồng ý đi lụm vậy chứ cũng có tình có nghĩa. Nó thương mình, cái đó là tình thương. Giá trị nó ít nhưng mà khi mà mình nhận cái đó nó nhiều lắm, nhân nghĩa nhiều. Cho con hỏi là chú nghĩ như thế nào khi mà anh Trọng xuất hiện trên mạng xã hội xong rồi đều rất nhiều người yêu thương, giúp đỡ? Nó thì nói ngay mình nói bằng sự thật, nhiều khi quan ức của con thì kể đi chuyện qua rồi. Cái nó thì để người ta nói cờ bạc, đá gà, đá bọng rồi cái thôi. Mấy người đó cùng rượu trà, nói chung rượu không uống, thuốc không hút, thấy không? Huấn luyện cho nó là hồi khi nó còn nhỏ là con hút vậy, như cha điêu luyện thì nó quen rồi, còn con dòng phổi của con non nớt mà hút thuốc thì 1-2 năm không quen á là mau bệnh phổi. Dạ. Sao hát ca hát được, mình tính huấn luyện cho nó bị gì khúc mà nó hơi lớn lên thì nó đi vô quỹ ban tụi tôi với nó là dân ca cho quỹ ban phường rồi ở cái sỏi nó đâu phải dân tầm tầm đâu trời. Dạ ông bác ơi, cho con hỏi ông bác thích nấu ăn không bác? Lại đi, con hôm qua con có nghe ông bác chia sẻ là ông bác định lên đây là đầu tiên là không có bán trái cây mà định đi bán đồ ăn hả? Tính bán sữa đậu nành. À bán sữa đậu nành. Nhưng mà ngày hôm qua con cũng có nói với ông bác á, thức đêm á, như tôi nhiều khi ở trong nhà theo đúng phá cửa người ta nói chắc ngủ không có đâu. Từ 3-4 giờ tôi mới có ngủ. Tôi hút thuốc bay giường gối á, ban đêm cũng hèn, gối hèn chi bữa mà con với anh Trọng về ban đêm á, cái tôi cũng vẫn cái cô bác hỏi nói sao tại sao mà ba anh Trọng ngủ mà sao bắt đèn sáng trưng mở cửa sẵn vậy, ai ngờ ông bác chưa ngủ hả? Không ngủ đâu, tôi không có ngủ. Nó bị gì con mắt mình nó quen hồi đời nào rồi giờ, chứ hồi mà mới đi như giả tỷ như mấy người mà không có từng thức đêm á, đi hát một năm đầu thôi, nậu mà dắt chiều xuống một cái là muốn ngủ lên. Trời nó hít mắt gì nè, cắm đầu ngủ gục, nó chiều nó thèm lắm, mưa mà nghỉ cái mừng lắm ngủ. Còn khi mà người đã hát sành điệu rồi, năm này tháng nọ, năm 10 năm 20 năm trở lên rồi bình thường. Như tụi tôi với mấy ông thầy tù người kia mà ngồi uống trà thôi bình thường.
có khi nào ngủ, có gần sáng ngủ nè, rồi 3 giờ 4 giờ ngủ, ngủ ban ngày ngủ khi thấy 1-2 giờ luôn, sáng trưa bị hồi đó ăn ngủ cơm nước mình đâu có ai nấu nấu đồ hộ. Rồi ông bác cho con hỏi là ông bác lên bây giờ lên Sài Gòn để mà đi bán trái cây với ông Trạnh, anh Trọng thì ông bác có mong ước là sau này một thời gian nữa rồi ông bác đi về quê đi kêu mua miếng đất nào nho nhỏ đi dưỡng già không? Cái đó là mình mong ước vậy, bởi vì khi nói tương lai tôi thì tôi không có nghĩ tới nhiều, có cũng như lời cháu với quê rồi. Tôi chết thì đem về cho ông gần mẹ với gần cha tôi đủ. Là ba mẹ ông bác là ở đâu? Tôi cái mộng tôi là như thế này, nếu tôi làm ăn được giả thủy thiệt là được đi, tôi cũng phải về dưới quê tôi mua miếng đất hơi rộng chút đặng cho con cháu của thằng Trọng sau này có đất có vườn. Dạ nó về như vậy thôi, rồi nó muốn làm gì đó tụi nó làm. Là ông bác về chỗ Gạch Sỏi hay là về quê bất cứ nơi nào ở đâu cũng là quê hương mà, bởi vì tôi sống xứ người mà. Bất cứ nơi nào ở đâu cũng là quê hương, mình đừng nghĩ là mình đi tới đâu người ta thương mình đó là do mình. Còn đi tới đâu mà chúng gặp cũng quánh mình thì nó cũng do mình thôi, không có đó sự thật. Dạ vậy ông bác như tụi mày nè, bây giờ đây nè thằng gặp mới ly đập tao đi, tao cho đập đó, ai đập nở không, thương không hết kêu uống một phê nữa. Dạ tỷ vậy đó, còn lỡ làm ông nội người ta mà người ta đâu có lấy cái này người ta đập, mà người ta lấy búa người ta đập luôn. Dạ ông bác cho con hỏi là ông bác nghĩ sao mà khi mà cái tính của anh Trọng á đi bán buôn á thì kiểu mà không có chú ý rồi người ta nói diễn viên á rồi cô bác anh chị người ta ghét, là ông bác nghĩ sao về cái tính của anh Trọng? Có nhiều khi nó cực ý, bởi vì cái tánh bồn bột. Dạ. Nó đồng ý nó cũng biết chứ không phải không, nhưng mà bồn bột. Bên này nói gì bên kia chút xíu rồi hãy nó khác, bị đông người mà. Dạ. Cái chỗ nó đã có cái này cái nọ, bà hồi người ta nhắc cái chuyện vui rồi bà hồi có nhắc chuyện buồn riết nó cũng bực bội, cái đầu mình nó cũng vừa thôi phải không? Dạ. Giả tỷ như không mà đương làm công chuyện này đi, bây giờ đương sửa cái gì đi rồi bắt đầu kêu làm cái khác rồi kêu làm cái khác nữa phải không, bực bội không, khó làm lắm. Dạ. Không, bởi vì khó thử mình còn không biết sao nữa. Yêu cầu cái như Trọng có khi mày đi chung với nó mình nói yêu cầu bình tĩnh lên chút, bất cứ chuyện gì phải bình tĩnh chứ không phải mình nói liền mà nó chính xác. Với lại cái tính của anh Trọng, cái miệng của anh Trọng bọp chọc quá trời, thì bởi vì tao nói vậy đó. Dạ. Bởi vì giờ ông bác mà lên đây mà đi bán trái cây còn bảo đảm là bán đắt hơn anh Trọng, về sớm hơn. Hồi đó nghệ sĩ người ta quý đó. Có nhiều khi mình đi hát nhiều cái vùng quê mình nói yên gan như nó chứ. Có nhiều khi 10 năm, 7-8 năm chưa có đoàn hát vô tới đó mà hát. Bị đi vô vùng sâu đó, biết gì không? Nội vô trống nè. Bán thuốc, bán đậu phộng gan đó, chỉ bán hộp mé này kia vậy thôi, dùng bán không biết là bao nhiêu tiền mà nói, tiền khá bán không bằng đâu. Hai con gà thôi, mua hai con gà thôi, nấu một nồi cháo mà. Nghệ sĩ, dân vợ của nghệ sĩ hay là hoặc là em út.